Dạ Vũ Anh Giang xin chào tất cả các bạn. Nay Vũ lên lớp vào chiếc Passmo 2018 đăng ký 2019, cuối 2018 đầu 2019 ha. Odo 3.800 km ha. Kim đổi chói đầu mới chát ha. Màu xám. Xe thì quá mới luôn. Nói chung là xe này chỉ thua xe mới chút xíu thôi, 3.000 mấy, 56 triệu, 56 triệu ha. Honda SH-MO, xe này thì quá đẹp luôn. Xe này đôi 39 nữa, mọc đầy chủ, mua ngay mọc đầy chủ luôn nghe các bạn. Xe ở Phú Tân mình, là ở quy chế huyện mình luôn ha, 67K1 Phú Tân 70439, mua ngay chủ sử dụng luôn á, là người ta ít sử dụng, quá mới luôn, không thể mới hơn được nữa nha. Từ nhan và đèn nè, nhan đèn biển số đồ ha, rồi mấy cái FDK biển số này cũng còn mới chát luôn ha. Đó, cốt trước cốt sau rồi nè ha. Mấy cái dòng SH-MO thì máy im rịm ha, máy nó là khỏi phải bàn cãi rồi, im rịm. Từ phần bô nè đó, giờ mình thích cái da mẫu này thì mình mua mấy cái miếng inox Oppo vô nhìn đẹp lắm đó, ốc bán còn sáng hực ha, nước sơn còn đầy đủ nè. Mấy cái này nè ha, quá mới luôn, kẹt này nè, quá mới luôn. Mấy cái kẹt này nè, nó không có đóng, 26 triệu đó. Thì anh em kết được alo ha. Những cái chi tiết trên đầu đèn bàn thờ gì quá mới luôn ha, 3.800 đó, tay thắng rồi nè, nhan đèn, phuộc trước mâm rồi ha, phuộc nè ha, 2018 đăng ký 2019 anh em ơi. Đó thì ốc bán còn sáng chân, cầm móng chảy ha, vỏ dày ha, vỏ dày xong hút đĩa ha, để mới có hơi sọc hơi à, chưa có khờn ha, mới hơi sọc mấy miếng đĩa hơi ha, từ những con ốc đó còn sáng chân, nước sơn hãng quẹt còn đầy đủ ha, còn dính ba cái chất bã nè, bụi phấn bã ha, cuộc còn rất là mới, từ heo dầu, heo dầu Nissin nè. Rồi chó đèn chó nhanh thì còn rất là mới luôn, da yên nè ha, còn khá là mới, từ cảng bộ e đó, lóc máy nè, rất là bóng. Rồi bộ phận máy nè các bạn ơi, không thể mới hơn được nữa ha, vỏ đất vỏ đâu nè ha, còn zin chăm chăm, còn đủ đồ, 2 kiếng, 2 chìa khóa, lộn, 2 kiếng, 2 remote, đầy đủ ha. Đó, sổ bảo hành rồi còn đầy đủ cho chúng ta, xe này đủ đồ, 56 triệu ha. Rồi kết thúc clip này đây các bạn, mình sẽ làm một clip mới để một cái mod khác nữa ha. Rồi thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.